lực xinh gái đúng không? Rồi bạn sóc này hay chơi với mình nè. Ok, mình sẽ giúp bạn này. Lực phạm ké với mít thôi. Như là mít bỏ lên đi găng luôn rồi. Vô é nó cắt nè không? Các bạn thấy rõ ràng không? Mình không lên farm là mất cũng vậy đúng không? Cho nên là mình vô mình farm nha. Chứ mình không có chơi cái kiểu mà chặn đường ta farm trước là có nha các bạn. Các bạn làm chứng cho mình nha. Mình không farm là vô trụ bắn té hết vậy à. Đó, giờ bạn đó cũng đi combat đâu về đâu, phải không? Mình mới vô farm thôi. Mọi người làm chứng thêm nha. Đó, bây giờ em sẽ đảo lên em đi nè, chứ em không có nhu cầu ở đây chơi nè. Em lên kia em hỗ trợ cái team của em. Tại em chơi game em không có nhu cầu ôm trụ à. Em hay chạy lên giúp đỡ cho team lắm. Mới nhìn thấy ảnh quang. Giao lết hả? Đang tới. Tấn công tường địch. Now brought our Slayer Lane Tower. Thấy không các bạn? Ai cũng muốn hạ một con Giao lết. Nhưng không ai có thể làm được chuyện Giao lết. Nhưng Arthur lên tới thì đời cũng Giao lết bỏ. Hợp lý không mọi người? Mình chơi game là phải như vậy. Mình phải chịu khó, mình đảo lên. Chứ mình đừng có farm xong mình vô trụ, mình đứng mình làm điếu thuốc, hay là mình làm miếng nước, mình rít trà sữa, mình chụp, mình phải chén chậu mình ăn. Rồi cái lính lên cái mình bục, mình dùng cái đũa mình ra mình farm tiếp. Cái mình vô mình đứng ôm trụ tiếp. Ai chơi lại mình? Mình chơi vậy ai chơi lại mình? Thấy không? Mình farm xong mình phải đảo lên nha mọi người. Chơi game mình phải nghĩ cho đồng bọn mình yếu, chứ mình đừng có mà ôm trụ rồi đâu có thua đổi thừa rồi cái kiểu bạc được nha mọi người. Phải đảo lên. Đủ bài ghi. Đúng vậy. Thôi bạn ai ghi ở đây nha, mình đi chơi. Bye bye. Thấy chưa? Không có trốn chạy, không có đầu hàng luôn, không nhận ra. Đây, bây giờ em lên nhấn cái đầu nắt cái là chắc em sẽ lượm được mạng nè. Sao? Ai ăn cũng được. Đồng bọn với nhau cả. Ai lượm cũng được. Trời ơi! Trời ơi! Ủa nó bắn vô cuối em chưa mọi người? Cứ lúc đó em nhìn không kịp nha. Nó bắn vô cuối em chưa vậy? Còn cái trụ em đâu? Trời. Sao hết cái bất ngờ thì tới bất ngờ khác vậy? Ơ kìa. Cái trụ em đâu? Mạnh và niềm tin đều cần phải có. Nào bướm bóng cái trụ em rồi. Nó bắn trượt hả? Tí thì cút. Trời vậy luôn hả? Các bạn đừng có giống như mình nha. Đảo lên đi găng. Nhưng phải nhớ là nhà mình. Chứ đừng có cắm đầu đi luôn mất trụ nha các bạn. Đảo lên là tốt đó. Nhưng mà quay về đép là phải nhớ nha. Chứ đừng bỏ nhà đi luôn mất trụ đó. Trong từ điển của kỵ sĩ không có trốn chạy hay đầu hàng. Em có áo chàng bằng giá nè. Lý nè. Xin được. Ok, thanh kiều. Tính ra con Arthur này khỏe ha. Khỏe cho thêm bạn. Trời, tôi bị cháu anh hơi mạnh đó. Đây nè, em bọc đầu nè. Em làm pha quá chị kêu cho anh xem. Tội nghiệp Giao Lết quá, nãy Giao Lết mà chạy lên đây được là ngon lành rồi. Ai ghi chắc đang farm ở trong đây nè. Có luôn.
đúng rồi luôn. Ơi, mấy pha như vậy là phải buông bỏ nghe không? Đừng quan tâm sự đời, chạy đi. Có đồng bọn kế bên mà, chỉ tới vậy. Lỡ gớt này trong trụ rồi sao mình đi gừng nó mình fit nhiều quá chứ đâu có được. Mấy pha vậy là buông rồi xong phải bỏ không? Có tin báo trong trận đấu ra đầu có mấy pha như vậy là đừng có mà sợ kia nó chạy. Lỡ đếm số rồi sao sốc ẩu quá sốc ơi. An enemy has been defeated. Mạng 100K đó sóc ơi. Rồi, anh Dương không nhắc là em không nhớ luôn á. Cảm ơn anh Dương. Nãy giờ là em chủ yếu là anh Tảo đen hỗ trợ tem thôi chứ em không hề nghĩ gì mà tới cái vụ mà một mạng trăm cành luôn á, thiệt. Em chỉ biết là đảo cái kiểu thôi, tem khổ lắm rồi, chú máu ơi. Bỏ cái tôi ra, chịu khó đảo lên rồi. Xong ơi, trụ quá, trời ơi, xong. Để lấy tấm thuật nhỏ bé này ra tăng cho. Đừng có làm như vậy, xong ơi. Chủ có bắn đếm số sao mình đi gừng mà. Cái đó để tăng cơ nó làm. Em chạy trước nha mọi người, tốn quá. Lên kia cái đã. Bảo vệ người già và trẻ em là chức trách của kỵ sĩ. Trời, sắp chỉ chịu rồi. Đồng đang bị tấn công. Do lính được xin ra. Trên đường phế tích. Mình là người đơn giản mà. Mình thấy cái gì hay và to là mình bắt chước mình làm theo liền à các bạn. Mình thấy bạn kia xin cái là sốc ok liền. Mình cũng giả bộ bắt bụng kinh dữ. Quy lực giác kiếm đây. Lực ơi. Ê, nãy giúp cho em thù quá. Ê. Ông chủ. Nó bủa nha. Hồi nãy giúp cho em đi thù nha, thật nha. Lực. Thì quên nãy nào bút cho em thù hả? Bớt chặn lại. Một bữa. Cảm ơn anh Sơn. Trời ơi, nó lẹ lắm mọi người ơi. Tính ra nãy em là người giúp cho cửa nó mất eo xù luôn á. Sóc nó xin mà em không cho. Sóc làm cửa một tơ bài nè. Phải không? Ua trời. Đây nè, nó chuẩn bị màu xanh nè, màu đỏ nè. Giao đất vô nha, để tôi dẫn cái đầu lại nha. Đúng rồi, đúng rồi, đó. Ok. Cả họ nhà nó ở đây luôn chứ không có riêng một thằng nào. Em tưởng đâu lẻ tẻ vô thôi. Tôi kêu cả tem. Trời ơi. Sụp đủ. Không sao, làm lỡ. Ây da. Giờ em lên thêm cái giáp thống khổ nó làm bớt khổ. Đó, lấy. Cần thiết thì em bút luôn cái nanh. Nhưng chắc anh sẽ lông lên nanh đâu. Em chỉ lên đồng thủ thôi để tăng cho em. Dưới nay dưới Mỹ Tho bán nhẻ không tín. Đó anh, bán tính ký luôn á.
giá rẻ lắm, phải chăng lắm. No mà đồ giao lét ơi, trời ta bọn là bảo cố trụ tham đâu, bỏ đi trụ bắn té mình đó, ngày trâu lắm, trụ này nó đam bự lắm. Chạy đi cái xì, nó đông lắm cái xì, phong thủy cho nó không tốt hơn cái xì, nãy mình té cho nó nhớ không. Stay.